Vậy là chấm hết rồi các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn. Buồn lắm các bạn ạ. Hôm nay là một ngày tồi tệ luôn đấy. Hôm nay là ngày 30 Tết rồi các bạn. 30 Tết rồi. Thế mà mình chuẩn bị đón Tết đến nơi, chuẩn bị đón giao thừa đến nơi rồi mà YouTube thì gõ phát một gậy cộng đồng, vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Thế nên tại kênh YouTube của mình đang bị cấm đăng mất 7 ngày. Trong khoảng thời gian Tết thì các bạn sẽ xem clip ở đâu? Thì mình sẽ đăng trên kênh YouTube này nha, Gà Cao Thủ Family. Đấy, mình sẽ đăng trên kênh YouTube này. Thôi thì mình cứ lập ra cái kênh mới này đi, hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ mình để tránh tình trạng ví dụ kênh chính của mình có bị làm sao ấy thì mình còn có thể đăng clip và các bạn còn có clip để xem. Đấy, mình cũng không tâm sự quá nhiều, là mình cũng chỉ mong các bạn ủng hộ kênh mới này của mình thôi, chứ còn kênh chính của mình hiện tại là cấm mất 7 ngày rồi, có nghĩa là 7 ngày sau mình đăng được clip. Còn không biết là sau này nó có cấm tiếp hay không thì không biết. Hiện tại thì mình làm clip game, nhưng mà YouTube thì người ta cấm mình với một lý do là nội dung nguy hiểm gây hại, thì mình cũng không biết được các bạn ạ. Nói chung là mình cũng kháng rồi mà chưa biết kết quả như thế nào. Mình cũng đã kháng cáo chưa biết kết quả như thế nào. Thôi thì bây giờ chờ thôi. Và mình cũng làm clip thông báo cho mọi người. Đây là kênh YouTube mới. Kênh YouTube mới. Và mình sẽ đăng clip trên kênh này nha. Trong cái lúc mà đang chờ đợi kênh chính bị trong quá trình đang bị cấm không đăng được video thì mình sẽ đăng ở kênh này. Mọi người nhớ share và like clip này giúp mình với. Các bạn share và like clip thật là nhiều để cho những cái bạn khác biết được rằng hiện tại là mình đang gặp vấn đề này và mình sẽ ra clip ở trên kênh mới này nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Buồn lắm các bạn ạ. Bye bye mọi người. Bye bye.